Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an cho biết, về các giải pháp hạn chế oan sai, Bộ không nương nhẹ với bất cứ cán bộ chiến sĩ nào khi để xảy ra những vụ việc oan sai. Giám đốc, phó giám đốc hay thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra nếu mắc sai phạm đều bị xử lý cho nghỉ việc. Đơn cử vụ án Nguyễn Thanh Trấn ở Bắc Giang, dù cán bộ cấp dưới làm sai nhưng giám đốc, phó giám đốc cũng phải nghỉ việc. Trong vụ án bắt oan 7 thanh niên ở Sóc Trăng, đến nay đã khởi tố điều tra 25 cán bộ liên quan. Vụ nhục hình ở Phú Yên đã khởi tố, truy tố nhiều cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo. Đại diện Bộ Công an cũng cho biết thêm, dù số vụ bắt giam gây oan sai có tỷ lệ rất nhỏ so với các vụ án đã khám phá, nhưng Bộ Công an luôn quan tâm sát sao chỉ đạo xử lý. Bộ sẽ tiến hành các đợt kiểm tra, thanh tra toàn quốc đối với việc bắt giam giữ để kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa được còn hạn chế.